Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Quế, chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành sản phụ khoa. Tôi đã có kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực này. Địa chỉ phòng khám của tôi là phòng khám bác sĩ Nguyễn Thị Quế ở khu chợ Âu Đông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Em cũng biết là bác sĩ Quế rất là mát tay trong các điều trị hiếm muộn. Em cũng mong muốn là chị chia sẻ những cái trường hợp mà mình đã thành công trong cái giai đoạn vừa rồi. Những cái kỷ niệm như thế nào đối với chị là khó quên ạ? Mình thì dùng cái này thì rất nhiều, dùng mấy năm nay rồi. Bộ đôi sản phẩm này thì mình hay dùng cho những chị em mà mong muốn có con. Ví dụ như trong những trường hợp vợ chồng mà lấy nhau được 6 tháng, họ giao hợp vợ chồng bình thường không dùng biện pháp nào mà không có con được ấy, thì cũng khuyên dùng luôn. Gần đây nhất ấy, là có một cái trường hợp ở trên Vân Hòa Ba Vì, có cặp vợ chồng này lấy nhau coi như được khoảng gần một năm nhưng không có bầu, họ không biết lý do tại sao. Thế thì xuống đây mình cũng cho làm các xét nghiệm nội tiết rồi mình siêu âm thì mình phát hiện ra thì là cái chị này là kinh nguyệt không đều. Sau đó là mình cho dùng bộ sản phẩm này thì cho vợ uống Ovaquy, chồng uống Spemquy, uống khoảng đâu 2-3 tháng ấy. Vâng. Thì mình cho siêu âm năng noãn cái tháng đó có thai. Nên là vợ chồng bây giờ được khoảng 5-6 tháng, họ rất là phấn khởi. Bệnh nhân phấn khởi thì mình cũng rất là phấn khởi. Bạn vẫn theo dõi thai nghén đây mà. Trường hợp thứ hai nữa là có một cái trường hợp nhà bán phở. Thì có cậu con trai là được 9 tuổi rồi, nhưng hai vợ chồng 3 năm ấy không có con. Thì cũng đi khám các nơi. Thì sau đó là về thì mình cũng bảo là thôi thì cháu theo dõi đây thì mình cho uống cái bộ sản phẩm này, cho chồng uống Spemquy, còn vợ uống Ovaquy. Tôi uống được khoảng 3 tháng, sau đó là mình siêu âm năng noãn. Thế cái tháng này đến siêu âm năng noãn thì có thấy hai quả trứng. Thế thì mình chỉ đùa thôi, bảo không cẩn thận là tháng này là cháu đẻ sinh đôi, thấy y như rằng tháng ấy sinh đôi thật, được một trai một gái. Tôi rất tin tưởng ở bộ đôi Ovaquy và Spemquy vì nó rất hiệu quả và giá thành rẻ và phù hợp với người dân ở nông thôn. Chính vì vậy, phòng khám của tôi dùng rất nhiều. Mình dùng bộ sản phẩm Ovaquy và Spemquy này cũng được trên 3 năm rồi. Bộ sản phẩm này thì nó mang lại hiệu quả cho những cặp vợ chồng hiếm muộn và những cặp vợ chồng chuẩn bị làm IOI và IVF. Khi mình dùng bộ sản phẩm này thì cũng mang lại những thành công cho các cặp vợ chồng rất là cao. Mình rất tin tưởng dùng bộ sản phẩm này. Nhà thuốc Đức Sơn, Lê Hải, Bình Châu, Nguyễn Thị Hoan, Phước Thiện 2, Phương Thảo. Tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng và hiệu quả của sản phẩm Ovaquy 1 và Spemquy hỗ trợ mang thai tự nhiên.